Kính mời quý vị thư giãn với chương trình Ephata của truyền thông Dòng Tên. Chương trình hôm nay gồm có chuyên mục chăm sóc ngôi nhà chung và tông đồ cầu nguyện. Bây giờ kính mời quý vị cùng lắng nghe chương trình. Chuyên mục chăm sóc ngôi nhà chung. Laudato si, thông điệp về việc chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta. Chương 4, sinh thái học toàn diện, số 137. Vì mọi sự đều có liên hệ mật thiết với nhau và các vấn đề ngày nay mời gọi một tầm nhìn chạm tới một khía cạnh của cuộc khủng hoảng toàn cầu, nên tôi đề nghị giờ đây chúng ta sẽ xem xét một số yếu tố của sinh thái học toàn diện với sự tôn trọng các chiều kích nhân bản và xã hội của nó. Sinh thái học môi trường, kinh tế và xã hội. Số 138. Sinh thái học nghiên cứu mối tương quan giữa các sinh vật với môi trường phát triển của chúng. Như thế, nhất thiết phải có suy tư và thảo luận về các điều kiện cần thiết cho sự sống và sự sinh tồn của xã hội. Cần chân thành đặt vấn đề về một số mô hình phát triển, sản xuất và tiêu thụ nhất định. Chúng ta không hiểu biết đầy đủ về mối liên kết giữa mọi sự thế nào. Thời gian và không gian không độc lập với nhau, thậm chí các hạt nguyên tử và hạ nguyên tử cũng không thể xem là tách biệt nhau. Cũng như những khía cạnh khác của hành tinh, vật lý, hóa học và sinh học đều có liên hệ với nhau. Các loài sinh vật cũng là một phần của mạng lưới mà chúng ta sẽ không bao giờ khám phá và hiểu một cách đầy đủ được. Nhiều loại sinh vật khác có cùng một phần mã gen của chúng ta. Tri thức rời rạc và những thông tin tách biệt có thể trở thành một hình thức thiếu hiểu biết nếu chúng ta không biết kết hợp chúng lại với nhau thành một tầm nhìn rộng lớn hơn về thực tại. Số 139. Khi nói về môi trường, chúng ta thực sự muốn nói đến mối tương quan tồn tại giữa thiên nhiên và xã hội đang sống trong đó. Không thể xem thiên nhiên như một thứ tách rời khỏi bản thân chúng ta hoặc như một bối cảnh thuần túy để chúng ta sống trong đó. Chúng ta là một phần của thiên nhiên, được hội nhập trong thiên nhiên và liên tục tương tác với thiên nhiên. Để nhận biết lý do một khu vực bị ô nhiễm, cần phải có một loạt nghiên cứu về xã hội, kinh tế, các lối hành xử và cách thức nắm bắt thực tại của nó. Với quy mô thay đổi quá lớn, chúng ta không thể tìm được một câu trả lời cụ thể, đặc thù cho từng phần của vấn đề. Nhất thiết phải tìm kiếm những giải pháp toàn diện, suy xét tất cả các tương quan trong chính hệ thống thiên nhiên và với các hệ thống xã hội. Chúng ta không đối diện với hai cuộc khủng hoảng riêng biệt của môi trường và xã hội, nhưng đối diện với một cuộc khủng hoảng phức tạp duy nhất cả về xã hội lẫn môi trường. Các chiến lược cho một giải pháp đòi hỏi một cách tiếp cận toàn diện để chống lại đói nghèo, khôi phục phẩm giá cho người bị loại trừ và đồng thời bảo vệ thiên nhiên. Số 140. Do có nhiều yếu tố khác nhau cần xem xét khi xác định một hoạt động cụ thể ảnh hưởng thế nào đến môi trường, nhất định phải nhìn nhận vai trò đặc biệt của các nhà nghiên cứu, tạo điều kiện cho các tương tác của họ được dễ dàng và đảm bảo sự tự do học thuật cho họ. Cuộc nghiên cứu hiện nay cung cấp cho chúng ta những hiểu biết về cách các thụ tạo liên kết với nhau
để tạo nên những đơn vị rộng lớn hơn mà ngày nay chúng ta gọi bằng thuật ngữ hệ sinh thái. Chúng ta xem xét những hệ thống này không chỉ để tìm cách sử dụng chúng hợp lý nhất, nhưng còn vì chúng có giá trị nội tại độc lập với việc sử dụng chúng. Mỗi sinh vật trong tư cách là thụ tạo của Thiên Chúa đều tốt lành và đáng trân trọng. Tương tự như thế, mỗi sinh vật đều có ý nghĩa trong tổng thể hài hòa của một không gian nhất định và có chức năng như một hệ thống. Dù chúng ta không luôn ý thức về điều đó, nhưng chúng ta tồn tại nhờ những hệ thống lớn lao này. Chúng ta chỉ cần nhắc đến tương tác giữa các hệ sinh thái để phân tán khí CO2, lọc nước, kiểm soát bệnh tật và bệnh dịch, hình thành đất đai, phân hủy chất thải và nhiều cách khác mà chúng ta bỏ qua hay không biết đến. Một khi các nhà nghiên cứu ý thức về điều này, nhiều người sẽ nhận ra rằng chúng ta đang sống và hành động theo cơ sở của thực tại đã được ban cho chúng ta trước đó, đi trước hiện hữu và khả năng của chúng ta. Vì thế, khi nói về việc sử dụng bền vững, chúng ta phải luôn luôn xem xét khả năng tái tạo của mỗi hệ sinh thái trong các lĩnh vực và khía cạnh khác nhau. Số 141. Tăng trưởng kinh tế có xu hướng tạo ra những cơ chế và sự đồng nhất nhằm giảm bớt thủ tục và các khoản chi phí. Điều này đòi hỏi một sinh thái học kinh tế có khả năng thúc đẩy tầm nhìn rộng hơn về thực tại. Thật vậy, bảo vệ môi trường là một phần thiết yếu của tiến trình phát triển và không thể tách riêng khỏi tiến trình để xem xét được. Chúng ta rất cần một chủ nghĩa nhân văn có khả năng quy tụ các lĩnh vực tri thức lại với nhau, bao gồm cả kinh tế để phục vụ một tầm nhìn toàn diện và hội nhập hơn. Ngày nay, việc phân tích các vấn đề môi trường không thể tách rời khỏi việc phân tích con người, gia đình, việc làm và các bối cảnh đô thị. Cũng vậy, cách thức cá nhân tương quan với bản thân sẽ thể hiện trong cách họ tương quan với tha nhân và với môi trường. Có một mối liên hệ qua lại giữa các hệ sinh thái và giữa các lĩnh vực khác nhau của tương tác xã hội. Một lần nữa cho thấy rằng, tổng thể thì lớn hơn từng phần. Số 142. Nếu mọi thứ có liên hệ với nhau, thì sự lành mạnh của các tổ chức xã hội cũng có tác động đối với môi trường và phẩm chất cuộc sống con người. Mọi vi phạm đến tình liên đới và tình bằng hữu dân sự đều làm tổn hại đến môi trường. Theo nghĩa này, sinh thái học xã hội nhất định phải có thể chế và dần dần mở rộng ra đến toàn thể xã hội. Từ nhóm xã hội đầu tiên là gia đình, đến địa phương, rộng hơn là các cộng đồng quốc gia và quốc tế. Bên trong mỗi giai tầng xã hội và giữa chúng với nhau, các thể chế phát triển để điều tiết các mối tương quan của con người. Bất cứ điều gì làm suy yếu những thể chế này đều có những tác động tiêu cực, như bất công, bạo lực và mất tự do. Một số quốc gia bị chi phối bởi một hệ thống thể chế bấp bênh, tạo nên những vấn đề lớn cho người dân. Trong khi đó, có những người trục lợi từ hoàn cảnh ấy. Dù là trong việc quản lý của nhà nước, của các cấp độ xã hội dân sự, hay các mối tương quan giữa các cá nhân, ngày nay tình trạng thiếu tôn trọng luật pháp trở nên phổ biến hơn. Luật pháp có thể được thiết lập tốt nhưng vẫn là chữ chết. Trong những trường hợp như thế, liệu chúng ta có thể hy vọng pháp lý và các quy định liên quan đến môi trường sẽ thực sự hữu hiệu? Ví dụ, các quốc gia có luật pháp rõ ràng về việc bảo vệ rừng vẫn tiếp tục im lặng khi họ thấy luật pháp liên tục bị vi phạm. Hơn thế nữa, điều xảy ra ở bất kỳ một khu vực nào có thể ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp đến những khu vực khác. Do đó, việc tiêu thụ thuốc gây nghiện ở các xã hội giàu có thể thúc đẩy gia tăng liên tục lượng sản phẩm xuất khẩu từ những vùng nghèo hơn. Nơi đó sẽ có tham nhũng, sự sống bị phá hủy và... Cầu nguyện cùng Đức Giáo Hoàng. Tông đồ cầu nguyện.
cùng Chúa Giêsu trong ngày. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Con gác lại mọi việc trong ngày và tìm nơi vắng lặng để được ở riêng cùng Chúa. Đức Giáo Hoàng nói với chúng ta rằng: tình yêu Thiên Chúa thì chân thực, thiện hảo và cụ thể đến nỗi mang lại cho chúng ta một tình thân tràn ngập sự tương tác chân thành và sinh nhiều hoa trái. Chiều nay, xin cho con biết tìm kiếm tình yêu cụ thể đó ở những người bên cạnh mình, trong những nụ cười, cái ôm, sự đón tiếp của anh chị em con. Họ là sứ thần của Chúa, là đại diện cho tình yêu của người. Xin Chúa cho con luôn rộng mở tâm hồn để luôn trung thành với mọi mối tương quan của mình. Con trở lại ngày sống và luôn ghi nhớ điều này. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin Chúa chúc lành cho ngày sống của quý vị.